Ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi. Nay có trai đẹp là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, à. Lòng, nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Em có bầu sao được bác, thì em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó. Trời ơi, bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm bụng. Anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh có mặt ở nhà, một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh. Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Chào, trời ơi, xinh xắn quá à, thiệt. Ôi, hai vợ chồng giống như là diễn viên hay là ca sĩ gì đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi. Rồi mời con. Chào chú Quận, chào Hồng Vân, con tên là Triều Sơn. Năm nay con 30 tuổi, hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow, tôi trẻ tài cao dữ ạ. Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á, thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng, nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao, chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi giờ mình hỏi đi Sơn, cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Lần đầu tiên gặp vợ con giống là nhìn hiền á, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ Đồng Nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng buổi thôi. Xong con nghỉ hết. Ủa sao vậy? Lại không bận đi làm. Làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm? Dạ gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô, khi mà cô vô được cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó, là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con vợ nó, ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi, nay có trai đẹp lắm. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Thì sao các bạn lại gặp nhau? Sau 14 ngày đi học lại, trong cái lớp mà con học chung á, thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi, nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có BD. Cảm nhận của con không có BD. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này BD. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy. Thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết bà rồi, thiệt rồi. Và cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy? Nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không, thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao? Lừa con bán điện thoại không hay sao? Dạ không phải, có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca mà. Vì lần đầu tiên lên nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một tờ một cái anh dán cho con. Rồi nó nói con vậy nè, cái này á
là 400 ngàn một miếng á. Cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời ơi, khoái nữa. Khoái con, trời ơi, lên điểm. Trai con nhà giàu học giỏi mà ra lăng nữa. Xong xuống thấy đi SH đi học nữa cô. Trời ơi, lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng. Lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi. Giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi. Trời đất ơi, có 10 ngàn miếng mà anh dám nói tôi 400 ngàn. Đúng rồi. Chứ khi quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi, lúc đó còn kêu là cô cứ kiểu là rủ con ở lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về, tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ không ban ngày không có rảnh, đêm thì dắt tụi con đi chơi, nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn, mày đây không có về, cô Thi gọi điện, cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết hai bên gia đình chính thức gặp nhau á, mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên, rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau, lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng thì là con mẹ chồng có... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi tử vi, chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á chồng của mày á, ta nói là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo contact lens mà. Đúng rồi, nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy là chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con nó đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn, tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm 1 luôn. Rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Năm 2018-2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy đó? Tại chồng con chứ không phải tại con. Đấy là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được có 3-4 tháng thôi, bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng con, anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết, tại vì đứa bé sau là con không có nghén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới sững nói em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm lộn. Lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chứ. Là suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đó phải không? 3 giờ ngay. Vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi, vô hôn nhân. Hai con đi. Coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu á. Đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy nay rồi. Lên con. Nhường con luôn. Con nhịn cả tuần lại rồi đó. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn á đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hết. Để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ hâm hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, đúng rồi đó, lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị lúc đi. Yêu là chia tay mà lúc cưới là ly dị. Ly dị có hai tới bây giờ còn không? Ly dị đi ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi mẹ đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, gia đình không có nhận lại đúng không? Không nhận lại, anh gửi đi rồi không nhận lại. Lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu á cô, gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường.
cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5 rưỡi về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới. Con cũng có một cái shop thiết kế gì đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ về dưới 3 ngày. Con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á. Là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào ta vô ta đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm đó nó nhớ. Sao mẹ nó giống như ăn trộm vậy ta? Sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động không à? Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi. Thì cửa tiệm mà là cái cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái. Thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng á thì con sợ. Đêm thứ hai con mới kêu con bé nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần 2 mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt vậy nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mang. Con nói trời đất ơi cái gì vậy, kiều hả kiều. Thì ông mở cửa ông xông vô, ông bật ngửa con ra, con nói trời cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được. Tôi nói cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi. Xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con phải xìu thôi. Nói chung là xuống động. 2 đêm là chuyện 3 giờ sáng đúng dạ không? 3 giờ sáng cô. Rồi. Con thì con bị khó ngủ cô, con buổi tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ. Mà cứ 2-3 giờ sáng ông coi đồ, cô coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng mai nói đi không, đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không, áo này đẹp, dạy. Lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi, ban ngày thì ngủ cô. Đó, bên này là đang kể tật xấu mà đúng không? Dạ, đó, tôi đang tính nhắc nè. Ủa vậy tật xấu bả là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị. Rồi. Nữa còn cái gì nữa? Có là đam mê làm đẹp, Làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Ủa là chứng minh nhân dân cái mặt thiệt bây giờ. Không có luôn, ấy là cái nét như vậy. Nhưng mà làm quá trang điểm make up đồ nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này và khoe má này tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mà chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen. Con mới nói là con mẹ đó. Mà kiểu con tao không phải vậy. Tiếp đi, còn gì nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng. Còn mà liên quan tới bà hư, mọi thứ đều phải là chạy theo chung bà gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nó mong muốn thay đổi điều con gì? Con mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí. Mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Cái nào mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái không, nhà tao đổ nợ. Vậy hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen. Con kiểu con hay kiểu là chiếm hữu. Đúng rồi cô. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó. Mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu. Mà lại thấy là con không có thích, tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu, hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện. Gây lộn xong rồi con lại khóc quà lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì, trời ơi, tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng, là mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó rồi, đưa đây cho tao, đưa đây tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ, vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho ra đường hai bây giờ. Nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay ba sáng không cho làm gì. Vợ về tới con đó. Cấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây, tánh nhây á cô, hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nên nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á, để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đâu, chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống trời đất ơi, đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời cô ác lắm, cái gì mà thấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực. Mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính ra nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi, trời ơi ê quá chết rồi, trời ơi mời con nước muối sinh lý không, con hút giảm đau không. À, không có được ra đường. không nói chuyện ai, không nói chuyện mình vợ mình thôi. Con có mốc giờ cho ra đường, từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh. Nhưng đúng sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi. Giờ nó nắng á, đi đâu được, nắng quá mà.
nắng bà này bắt đi tập gym. Trời ơi giờ mà đi nửa tiếng gọi một lần anh đang ở đâu làm gì có tiện không đi mua đồ giùm. Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín, chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ từ đó tới nhà là 45 phút, 45 phút nên về anh đang đó làm cho mình đỡ trông. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đổi Xương Hợp đi vô, từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Thí dụ con gọi đi anh đang ở đâu vậy, anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em, là khoảng chừng 50 phút tới 1 tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường đại lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè, là cô đi bộ 5 phút cũng tới. Nó cô ê, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà, 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít xích là nhiều á. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Bắt đầu cái con mới bực, cái cô Hiếu cứ 5 phút kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô. Cái con nói ủa, cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh. Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Bắt đầu về nè cô. Không, tại vì mới kẹt xe, trời mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường, đâu có đi được. Trời kìa, chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Container hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá, này là 1 tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Thì lúc nào không có lý do hết. Lúc nào không có lý do tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy hả? Dạ, rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng rồi. Đăng gì đó? Đăng ba cái hình ngày xưa của con nha. Con lóc Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời đó mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô. Con giận luôn. Bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có chơi chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Cảm ơn Khánh với Sang đã đến với chương trình bài cho. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà ao, em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu luôn á. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt em mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đời. Em ơi, chào em. Dạ, chào chị. Trời ơi, thấy cái ngồi đi, ngồi thấy. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn em của công tôi. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì xô biết. Các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thận. ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàng đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, con nghĩ là gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán, thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu.
nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. À, lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng, xoàng, em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân với anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, okay. Cũng được, cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Đó, mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng, mình rồi cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông và mình cũng ca sĩ, mình đâu thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự, xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt, người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là mình phải là làm giá. Người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn... bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết mà, tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị Danh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đúng vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng không? Thì vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đáp thì cũng cỡ tuần tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi thôi, như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp
thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Ừ. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn nó mãnh liệt chứ nó gần gần nó liệt nó la mà lắm luôn, có nhào tới ôm rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Ừ. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Ừ. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế, và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá, và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi, em không thể nào tập nổi nữa, mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa, thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Ừ. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. Không biết làm lâu, gì bao lâu thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Nó quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng dạ, anh dạ, đúng rồi. Thăng thắt lắm. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có sự thay đổi cho mình. Đổi. Xưa thì em hay gọi là chậm chậm.
rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên rùa bò lật ngửa đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đã đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng dạ cũng có cái đâu cao lắm là cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Con điểm hối riết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng. Dạ đúng rồi, tại vì kim cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ rất để đẹp, đợi rất đẹp. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao rồi phải tới đúng giờ, phải tới trễ chút cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có tính đó thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn, mình có thể mình đợi người khác cũng được hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Dạ. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. đúng không? Kiểu mà dạ, lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè, cái miệng lên tới đây luôn. Đó. Ủa mà giờ lạc đề nữa. Lạc đề nữa đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu. Tật xấu đó, tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản. Anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra, đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết nha, anh thích để kiển ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với là một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở ra một lần. Rất là vui. Dạ, đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi, bác Thuận bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn. Chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tôi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không. Đó là cái đam mê, hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt. Như nào vậy đó là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Có chỉ có thôi. Hơi lề mề hơi thôi lề mề. Đúng không? Rồi bây giờ đã thay đổi luôn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Dễ kể Cương thì kể đi rồi về cắt lươn. Thật xấu thì cũng không có thật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực, nói hoài á. Mình hết nên rất là dễ quạo. Đâu bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ồ dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc, tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hồng xoàn vô mặt á. Ôi ôi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy.
Được theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng hoài gì. Đứng ngoài chắc sức đúng không? Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Ừ. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Ừ. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Ừ. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Cái này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không có, nhưng mà được đó là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em chứ, nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Nghĩ luôn á. Vậy là quản lý là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê, nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng, rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí, rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng. Nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua. Dạ. Không có gom lại mua đâu chị, rồi bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nghe. Chứ mà là tôi lấy tiền tôi đi mua nghe. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vì sao vậy giờ á, là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á, thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh, bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Rồi đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi, chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái thời ra. Gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ với mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt. Luôn bớt rượt Phúc. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái
cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, không? Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ nhiều vui khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc đã thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho ảnh sống đúng với ảnh để ảnh còn là một ca sĩ, ảnh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ ảnh thay đổi quá, ảnh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. À. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi nghe, còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị. Rồi. Giờ mình bốc thăm phải không? Bây giờ mời hai vợ chồng cùng đến với phần hay là phần bốc thăm trúng thưởng.